quay trở lại với lớp văn của thầy Duy. Trong clip ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em sửa đề luyện tập số 8 cho các em. Trước hết thì mình cùng đến với câu đọc hiểu văn bản. Câu 1, xác định câu chủ đề của đoạn văn số 2 ha, đoạn văn số 2 là đoạn văn này. Thì bây giờ mình ôn tập lại kiến thức một chút xíu ha, ôn tập. Câu chủ đề là cái gì? Đó là câu văn thể hiện chủ đề, đúng không? Nội dung chính của đoạn văn hay là của văn bản. Và mình xác định câu chủ đề bằng cách nào? Ha. Tìm câu văn đầu hoặc cuối của đoạn văn hay là văn bản. Ha. Thường thường câu chủ đề sẽ nằm ở vị trí đầu đoạn hoặc cuối đoạn. Được ha? Đây là phần kiến thức chúng ta cần ôn tập. Được. Thế thì với cái đoạn văn này, đoạn văn số 2 này thì câu chủ đề đâu? Mình xem ha. Đọc lướt qua văn bản. Rồi, mình sẽ thấy là câu chủ đề chính là câu đầu tiên. À, đây chính là câu chủ đề này. Được rồi, vậy thì mình sẽ ghi câu chủ đề đó ra. Ha, đây chính là đáp án cho câu hỏi số 1. Rồi, bây giờ, câu 2. Vì sao tác giả cho rằng nỗi tuyệt vọng có thể là dấu hiệu của việc học cách sống tích cực hơn? Rồi, mình sẽ thấy rằng là khi mà gặp dạng câu hỏi này á, thì đầu tiên mình phải quét cái tìm cái từ khóa này ở trong đoạn trích này. Đó, cái phần này tô màu xanh lá cây á, mình sẽ quét đi tìm cái cụm từ này ha, ở trong đoạn trích. Và khi mình tìm được rồi thì câu trả lời sẽ nằm ở gần đó, xung quanh đó. Vậy thì ở đây chính là câu chủ đề của đoạn 2, được ha? Vậy thì mình muốn biết vì sao tác giả cho rằng nỗi tuyệt vọng có thể là dấu hiệu của việc học cách sống tích cực hơn. Thì mình sẽ đọc đoạn này lại một lần nữa ha. Nó sẽ nằm ở phần sau này này, là phần mà giới thiệu, giải thích ý nghĩa cho câu chủ đề á. Chúng ta không phải là những con người hoàn hảo mà chỉ đang trên đường học làm người hoàn hảo. Vì vậy cần những trải nghiệm để thực sự giao hòa với cuộc sống này. Nếu tìm cách phủ nhận cảm giác đau đớn tuyệt vọng nơi tâm hồn, ta sẽ vô tình ngăn chặn mình chạm đến những niềm vui ngọt ngào nhất. Như vậy thì mình bắt đầu đọc lướt ha và tìm các từ quan trọng. Đúng không? Ta cần nỗi tuyệt vọng để làm gì? Tại sao nỗi tuyệt vọng là dấu hiệu để học cách tích cực hơn? Bởi vì đây, đó là cách để trải nghiệm này, nhờ trải nghiệm mà ta giao hòa với cuộc sống này. Và nếu phủ nhận cảm giác tuyệt vọng thì ta sẽ vô tình ngăn chặn mình đến những niềm vui ngọt ngào nhất. Đây, ha. Đây là những cái từ mình cần chú tâm này. Và như vậy nó có nghĩa là gì? Vì sao nỗi tuyệt vọng có thể là dấu hiệu của việc học cách sống tích cực hơn? Bởi vì trong cuộc sống, nỗi tuyệt vọng chính là những trải nghiệm cần có để ta giao hòa với cuộc sống này, đúng không? Để ta học cách trở thành người hoàn hảo. Và nó là cách để cho ta có thể chạm đến được những niềm vui ngọt ngào trong cuộc sống. Và đó chính là cách sống tích cực hơn đó các em. Được ha? Nên mình sẽ trả lời. Nỗi tuyệt vọng có thể là dấu hiệu của việc học cách sống tích cực hơn. Vì ha, vì đó là những trải nghiệm cần có trên con đường học hỏi để hoàn thiện bản thân, đúng không? Đó là cách để chúng ta nhận ra và trân trọng những niềm vui ngọt ngào nhất trong cuộc sống. Đó, mình sẽ kết nối những cái từ biến động này này, trải nghiệm này, tìm đến những niềm vui ngọt ngào này để mình có câu trả lời ha. Và vì cái câu hỏi này nó hỏi là tác giả cho rằng, cho nên là ý của nó sẽ là ý trong văn bản, được ha? Mình chỉ cần nêu được ý trong văn bản là được. Được ha, mày được. Rồi, câu hỏi số 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu sau. Rồi, ôn tập này. Khi mà mình gặp câu hỏi liên quan đến biện pháp tu từ thì trả lời phải đủ 4 ý đúng không? Ý thứ nhất là gọi tên biện pháp. Ý thứ hai là chỉ ra biện pháp đó. Ý thứ ba là tác dụng về hình thức. Và ý cuối cùng là tác dụng về nội dung. Được hả? Nhớ trả lời đủ 4 ý này. Được rồi, vậy mình đọc kỹ đoạn này. Bóng tối có thể sẽ bao phủ trước lúc bình minh, mang ánh sáng hạnh phúc đến tâm hồn ta. Như vậy mình thấy là ở đây sẽ có những cái cụm từ thể hiện biện pháp ẩn dụ ha, đây là bóng tối nè,
Bình minh nè, ánh sáng hạnh phúc nè. Đó, thấy không? Thế thì mình sẽ trả lời ha. Biện pháp tu từ ẩn dụ. Ở chỗ nào bóng tối? Bóng tối ở đây tượng trưng cho những điều đau đớn, bất hạnh. Đúng không? Bình minh tượng trưng cho những điều vui vẻ, ngọt ngào. Đúng không? Ánh sáng hạnh phúc tượng trưng cho sự lan tỏa ấm áp của hạnh phúc. Được ha? Rồi, tác dụng về hình thức. Tác dụng hình thức đó là gì? Làm cho câu văn sinh động, tăng sức gợi hình, tăng sức biểu cảm. Đúng không? Tác dụng về mặt nội dung, nhấn mạnh. Nhấn mạnh. Nhấn mạnh cái gì? Đó là nỗi đau đớn, bất hạnh và tuyệt vọng thì luôn tồn tại song hành cùng những điều vui vẻ, ngọt ngào. Do đó, chúng ta cần học cách chấp nhận những điều đau đớn, tuyệt vọng và lạc quan, tin tưởng vào niềm vui, niềm hạnh phúc sẽ đến. Được ha? Rồi, bây giờ mình điểm lại nè. Bốn ý đúng không? Gọi tên biện pháp ẩn dụ nè. Một, đánh số đi ha, cho nó dễ nè. Chỉ ra biện pháp chỗ nào nè. Đây. Tác dụng về mặt hình thức. Đây. Tác dụng về mặt nội dung. Đây. Cái đánh số này là để mình điểm lại xem đủ ý hay không nha. Chứ đi thi không cần đánh số trong bài nha. Đánh số trong bài, đi thi là bị đánh số bài á. Được ha, như ở đây thì muốn các em nhìn rõ những cái ý cần có thì đánh số để cho mình hình dung. Được chưa? Rồi, với cái câu này thì lưu ý thêm một chỗ nữa. Đó là đề yêu cầu mình nêu một biện pháp thôi. Mà ở đây nó có tiếp 3 cụm từ là từ bóng tối, từ bình minh, từ ánh sáng hạnh phúc. Thế thì đối với thầy á, khi mà thầy chấm cái đề này á, thì em chỉ cần nêu một trong ba cái từ này là sẽ được chọn số điểm. Được ha? Rồi, câu hỏi số 4. Theo em, cảm giác tuyệt vọng, đau đớn có ý nghĩa gì trong cuộc sống của chúng ta? Hãy viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 dòng trình bày suy nghĩ của mình. Thế thì mình việc đầu tiên đọc đề là tìm từ khóa ha. Từ khóa quan trọng ở đây là gì? Cảm giác tuyệt vọng, đau đớn và ý nghĩa. Được ha? Nêu khoảng hai ý nghĩa của cảm giác tuyệt vọng, đau đớn. Thì trước hết mình sẽ phác thảo ý ngoài nháp ha. Cảm giác mình sẽ nghĩ trong đầu này, cảm giác tuyệt vọng, đau đớn thì có ý nghĩa gì? Ví dụ như là nhờ cái việc trải qua tuyệt vọng đau đớn mà chúng ta có thể tự rèn luyện bản thân, đúng không? Để trở nên trưởng thành, cứng cáp hơn. Phải có những cái ngày mưa bão tăm tối thì mới biết trân trọng những cái ngày nắng ấm áp. Cho nên là cái cảm giác tuyệt vọng đau đớn này dạy chúng ta biết trân trọng niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc sống, đúng không? Rồi mình có thể nghĩ tiếp là cái cảm giác tuyệt vọng đau đớn này nó còn là một tín hiệu cầu cứu ha. Làm gì? Đến chi? Để nhắc chúng ta cần biết yêu thương, trân trọng bản thân, đúng không? Cần biết mở lòng đón nhận tình yêu thương, sự quan tâm của người khác. Đó. Cái ý thứ ba này nó giống như là trong phim Inside Out của Disney mấy đứa. Cái nhân vật mà nỗi buồn trong phim đó đó, trong phim thì nhân vật nỗi buồn luôn luôn bị nhân vật niềm vui lấn át, và nhưng mà đến khi mà tuyệt vọng nhất thì nhân vật nỗi buồn đã được điều khiển tâm trí, và đó là lúc mà nhân vật chính nhận ra rằng là ý nghĩa của nỗi buồn đó là một cái tín hiệu để những người yêu thương có thể nhận ra rằng ta không ổn và chăm sóc, quan tâm, chữa lành cho chúng ta. Cho nên nỗi buồn và nỗi tuyệt vọng đau đớn nó cũng có những ý nghĩa trong cuộc sống chứ không phải là không có. Rồi ha, thế thì bây giờ mình sẽ viết đoạn minh họa ha. Rồi, nhớ phải có câu chủ đoạn nha. Ví dụ như là đối với em, cảm giác tuyệt vọng, đau đớn có nhiều ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống. Đúng không? Rồi mình lấy ý thứ nhất này. Trước hết, việc trải qua nỗi tuyệt vọng, đau đớn
là cơ hội để ta rèn luyện bản thân, đúng không? Để dần trở nên trưởng thành, cứng cáp hơn. Khi vượt qua được nỗi đau, sự tuyệt vọng, đúng không? Khi vượt qua được nỗi đau và sự tuyệt vọng thì sao? Ta sẽ kiên cường hơn trong cuộc sống. À, biết cách làm chủ cảm xúc. Rồi, lấy ý thứ hai. Hơn nữa, ha, nỗi đau và niềm tuyệt vọng là người thầy dạy ta biết trân trọng những niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc sống để lan tỏa các giá trị tích cực ấy. Rồi, nếu hay ý là được ha. Tóm lại, dù cảm giác tuyệt vọng, đau đớn, không mấy dễ chịu, nhưng đó lại là cơ hội để ta học được những điều quý giá. Ha, bài học rút ra. Do vậy, chúng ta đừng né tránh nỗi đau mà cần đối mặt, ha, chữa lành và học hỏi từ những nỗi đau ấy. Đó, chẳng hạn như vậy. Rồi, nhớ đầu đoạn thì phải lùi vào nha. Được ha, bây giờ mình kiểm tra đoạn văn này. Đầu đoạn thì phải có câu chủ đề. Đây, đúng không? Câu chủ đề thì phải có từ khóa đề bài. Từ khóa đề bài đây. À, ở thân đoạn phải nêu hai ý. Ý thứ nhất đây. Ý thứ hai đây. Đúng không? À, khi chuyển ý thì nên có từ nối. Từ nối đây. Ha. Rồi ngoài ra mình cần đoạn kết là khẳng định, câu kết đoạn đó là khẳng định lại vấn đề và rút ra bài học. Đây, thì có chữ tóm lại. Được ha? Như vậy thì về bố cục đoạn văn này là chuẩn ha mấy đứa. Rồi bây giờ mình xem lại này, đây là câu chủ đề này. Ha, rồi đây là ý 1 nè. Đây là ý 2 nè. Và đây là kết đoạn. Được à? Về hình thức thì đầu đoạn phải lùi vào và xuyên suốt đoạn thì không được xuống dòng. Được ha? Như vậy là thầy đã sửa xong câu đọc hiểu văn bản cho đề luyện tập số 8.